Rồi, chào quý ông bà, cô bác và quý anh chị em. Hôm nay là gần 2 giờ chiều ngày mùng 7 ta âm lịch rồi quý bác ạ. Tức là mùng 7 Tết rồi. Hôm nay thì Khánh đang trên đường đi chở gia đình từ Đà Lạt qua Nha Trang quý bác ạ. Để qua Nha Trang thì mình phải đi ngang qua con đèo Khánh đang bắt đầu vào đèo đây, gọi là đèo Khánh Vĩnh hoặc là Khánh Lê. Tên đúng hơn thì là Khánh Lê nhưng mà nhiều người thì gọi là Khánh Vĩnh. Bởi vì đèo đây thì nằm giữa hai tỉnh Lạc Dương của Lâm Đồng và Khánh Vĩnh của Khánh Hòa, Nha Trang quý bác ạ. Cung đèo này thì có người nói thì nó cỡ dài cỡ 29 km theo cột mốc ấy, nhưng mà có người lại nói nó dài tới 33-34 km quý bác ạ. Hôm nay là 2 giờ chiều rồi nhưng mà đặc biệt là Khánh thấy cung đèo có rất là nhiều sương mù quý bác này. Đấy, và cung rất là ngoằn nghèo. Khánh cũng thích cung đèo này lắm bởi vì không phải mình thích nó nguy hiểm đâu, nhưng mà đi trên cái cung đèo này thì nó xuyên qua khu vực rừng núi, đồi núi nhiều, và quý bác thấy là có những nơi có những thác nước chảy, nó chảy ra ven bên đường luôn, nhìn rất là thơ mộng và cũng đẹp lắm. Cung đèo này thì lâu lâu cũng bị sạt lở núi một chút, nhưng mà Khánh nghĩ là cung đèo này đây là cung đèo đẹp, mát mẻ rồi. Quý bác thấy hôm nay sương mù nhiều này, rồi những cái rừng cây nhiều, rồi cung đèo ngoằn nghèo rất là đẹp luôn. Với độ cao của nó là tới 1.700 m quý bác ạ. So với mực nước biển ấy thì khí hậu ở trên này mát lắm. Khánh đi ở đây cũng được vài lần rồi, và quý bác thấy là cung đường thì xe cũng không nhiều bằng cung đèo Bảo Lộc, cho nên có thể nói là cung đường này chạy cũng tài xế lái xe thì cũng khá dễ chịu quý bác ạ. Cũng thoáng đãng tầm nhìn rồi, đường cũng mới được làm rồi, mới được sửa sang ngon lành lại, cho nên là chạy cũng khá êm ái dễ chịu quý bác ạ. Mời quý bác cùng với Khánh đi một tour trên đèo Khánh Lê này quý bác nhá. Khánh Lê hay Khánh Vĩnh luôn. Khánh đang đi từ mạn từ Đà Lạt qua Nha Trang, và giờ này là 2 giờ chiều mà quý bác thấy sương mù còn rất là nhiều. Ồ, quý bác thấy xa xa nó cong cong đẹp chưa? Đấy, Khánh đang ở phía này là phía huyện Lạc Dương. Phía trước quý bác có thể thấy thác nước này. Khánh đang đi phía huyện Lạc Dương của tỉnh Lâm Đồng đấy quý bác ạ, phía Đà Lạt đấy ạ. Đi về huyện Khánh Vĩnh của tỉnh Khánh Hòa, Nha Trang. Đấy, quý bác vừa thấy cung đường có thác nước rất là đẹp. Rồi, mình tiếp tục quý bác nha. Hiện nay là Khánh đi theo tâm trạng là xuống đèo thôi, cho nên không lo về tốc độ lên mấy, bởi vì lên thì mình sợ là xe máy nó nặng, nó lì hơn. Còn xuống đèo thì mình chỉ lo dùng số thôi, như Khánh thì chắc hay dùng số 3 để xuống đèo, không nhanh quá mà không chậm quá quý bác ạ. Đấy, quý bác thấy mọi người đang ở Nha Trang để qua Đà Lạt đấy ạ. Đây, quý bác thấy chỗ này cua gấp lắm quý bác này, cua tròn như một cùi chỏ ấy. Đi qua Đà Lạt mà từ mạn Nha Trang hay từ mạn Phan Thiết thì có hai cái đèo để mình chọn lựa mình đi. Một là đèo Ngạn Mục. Đèo Ngạn Mục thì nó nhìn từ xa thì thấy nó dốc đứng lắm quý bác ạ, và nó có nhiều cái cua cùi chỏ lắm. Còn hai, đây mình đang ở độ cao 1.500 rồi. Còn đèo Khánh Vĩnh, Khánh Lê này thì nó dài hơn, nó dài tới chung cỡ 30 km đó, và nó không có ngoắt quá như là đèo Ngạn Mục, nhưng mà nhìn chung là cũng đẹp lắm, cũng nhiều ngoằn nghèo lắm. Đây, các bạn thấy ở đây cũng có khác trước một chút, có sự thay đổi. Khánh thấy có một vài cái sự xây dựng gì đó, nhà hàng hay cái gì đó. Ô, bên này có Đức Mẹ đẹp quá, có tượng Đức Mẹ, rồi có thác nước đẹp quá. Đấy, ai mới lập ở đó các bác ạ. Thác nước tự nhiên đẹp lắm, mát lắm. Thì Khánh sẽ ghé vào một thác nước một tí các bác ạ. Đây, các bác thấy sương mù nè. Ồ, đặc biệt hôm nay lên Đà Lạt thì không có lặng. Ui giời ơi, đây thác nước to quá. Ui giời. Trời, các bác thấy thác nước lớn chưa này. Đã hết mùa mưa rồi nhưng mà thác nước vẫn lớn, đẹp quá. Thác nước trên núi tự nhiên đấy các bác ạ.
rất là nhiều luôn. Đẹp nha. Mà chỗ này thì mình không xuống nghịch nước được. Đấy, quý bác thấy mọi người cũng đến đây ngắm cảnh để cũng chụp hình với thác nước. Các bác thấy hôm nay có sương mù nhiều nữa. Rồi, sau mình lại tiếp tục thôi. Đấy, các bác ơi, cảnh thiên nhiên trên đèo rất là hùng vĩ các bác này. Quá đẹp luôn. Đó, khả năng trên đường xuống đèo chứ không phải lên đèo. Đây một thác nữa này, rồi đây một thác bé nữa. Thác này rửa trên tay là mát lắm đây. Đây cũng có thác nhỏ nhỏ này các bác này. Dọc theo đây có những thác nhỏ nhỏ hết này. Trời ơi, đây còn một thác nữa. Quá đẹp luôn. Đấy các bác thấy nước nó từ trong đá nó chảy ra vậy thôi, những cái mặt nước ngầm thôi, cho nên là anh nghĩ là có những rừng cây rất là quan trọng, nó giúp cho điều tiết lượng nước như vậy các bác. Trời, đây đẹp quá các bác ơi. Đấy, tích trình cao ấy, tích trình cao luôn các bác ạ. Con quay lên cao luôn cho các bác nhìn lên cao. Đẹp quá luôn các bác này, rất là tuyệt vời các bác. Nếu mà nói về du lịch Nhật Nha thì đẹp lắm, khí hậu thì mát mẻ lắm, không có lạnh. Trong kia còn thác to nữa kìa, trong chảy giữa cái khe rừng trên nữa kìa. Đẹp quá, đẹp nha. Thôi rồi, Khánh chỉ sợ mất thời gian dài thôi. Khánh mời các bác tiếp tục hành trình một tí nữa. Khánh không ngờ là hôm nay là sương mù nhiều. Bên này vắt núi sâu lắm các bác ạ. Cây nó che rồi nhưng mà thực ra phía bên này vắt núi sâu lắm. Lại thác nước nữa vào. Đẹp lắm các bác ạ. Ở đây người ta cũng làm những cái ta luy bên tay phải các bác này. Người ta rằng là làm đá với lưới B40 vậy, người ta có chỗ ta xây, có chỗ là toa ly bằng lưới với đá vậy. Rồi các bác ơi, rồi sâu lắm các bác ạ. Khả năng ở trên đỉnh đèo cách mặt nước biển tới 1.500m các bác nhé. Còn ban nãy điểm khởi đầu của Khánh là có nơi cái tắc cắt tới 1.700m cơ. Hiện nay khả năng đổ đèo nhá. Nhìn chung là phong cảnh Việt Nam thì Khánh nghĩ là nhiều nơi đẹp lắm, rất là đẹp. Cảnh thiên nhiên nó cây cối nhờ khí hậu nhiệt đới các bác, mưa nhiều cho nên khí hậu nó rất là xanh tươi đẹp lắm. Đẹp lắm các bác ạ. Bây giờ Khánh đang có mặt ở trên cung đèo đây, đèo Khánh Lê đây, là hiện nay là 2 giờ chiều. Từ đây ra tới quốc lộ 1A đấy, một đấy các bác, là 62 km đấy theo bảng thông báo đấy. Và nguyên cái đèo này không thì nó chiếm còn cỡ 30 km nữa. Đấy các bác ạ, khung cảnh rất là đẹp luôn, hùng vĩ lắm. Chuẩn bị hắn tới đây là vai khúc cua cùi chỏ, nhưng mà phải nói là nó không gấp bằng những cái đèo ngoạn mục. Đây bà con lại đang đứng đây nữa, chắc lại có cái gì đây. Không phải thác nước đâu, nghỉ thôi. Mây trời đẹp lắm các bác ạ. Biết các bác có nhìn thấy trên những cái đỉnh núi mây nó rơi đẹp lắm. Một năm như Khánh thì cũng bận rộn công việc gia đình rồi công việc làm ăn các bác ạ. Nhưng mà năm vừa qua thì Covid thì cũng phong tỏa cả năm ấy, suốt quanh quẩn cả năm trời vừa qua, thì nói về kinh tế thì không thành công đâu. Nhưng mà phải thực sự là đi giải trí như vậy thì cũng cảm thấy thoải mái lắm các bác ạ. Khánh cũng mong khuyên bảo cô bác mình cũng một năm hay là kỳ hè nào cũng được đi du lịch một lần. Mình đi cho nó thay đổi không khí các bác ạ. Như Khánh cũng vậy, cũng thích đi theo gia đình là vậy. Đây có nước chảy qua đường. Phù trỏ lắm các bác này. Nhưng mà đẹp lắm, không có nguy hiểm quá.
đẹp quá nhỉ. Thôi Khánh lại phải dừng một tí lay cam quý bác nhá.
tiếp tục hành trình thôi quý bác ạ. Một cung đường đèo khá đẹp quý bác nhỉ. Lần đầu tiên Khánh cũng được nhìn bằng cảnh Lai Cam quý bác ạ. Không ngờ nó cũng nhiều khúc ngoằn nghèo, cũng giống gì đó, giống đèo Hải Vân. Có thể độ cao hay là độ mặt nó không bằng, nhưng mà nhìn trên Lai Cam vẫn thấy nhiều đường trên đường dưới quá đẹp luôn. Đây quý bác đang bắt đầu tiếp tục xuống dưới đèo. Ở đây thì Khánh nghĩ là cũng chưa được nửa của đèo đâu, chắc phải một đoạn nữa mới xuống được một nửa đèo. Với chiều dài của đèo là tới 30 km quý bác nhỉ. Ở trong này thì đặc biệt Khánh thấy là những cái rừng cây vẫn còn, đồi núi vẫn còn nguyên rừng cây quý bác ạ. Đây là một khúc cùi trỏ một chút đây. Đó quý bác ạ, anh đã trời ơi, ngoài xa xa cái thác nước đẹp quá, trắng xóa luôn, đẹp chưa. Đây Khánh đang ôm theo một cái khúc cùi trỏ đấy. Chơi được luôn kìa. Đấy. Nguy hiểm nha, té là rớt đấy. Bác ạ. Người đi phượt. Đấy, các chị kia tí chào mình đấy. Cứ quay luôn, đẹp. Phía trên này có đỉnh núi chóp hay quá quý bác nhỉ. Quý bác thấy khu vực này toàn các cái dãy núi thôi. Dãy núi liền kề luôn. Cũng là đèo quý bác ạ. Đèo lớn. Thông thường là những cái đèo nổi tiếng của Việt Nam mình thì nó hay nằm ngoài miền Bắc ra ấy. Miền Bắc rồi miền Tây Bắc ấy thì nó là những cái đất liền, nhưng mà thường là miền Trung ấy, trong dọc theo đất nước thì hay có đèo Hải Vân hay đèo gì nó nằm ven biển. Nhưng mà đây là cái đèo này nó lại nằm ở trên miền núi, miền Tây Nguyên, trong sâu thuộc đất liền các bác nhỉ. Các cái khu vực đây đẹp lắm.
Đây là những cái vòi nước mà nước chấn tự nhiên từ trên núi xuống với bác ạ. Là do là nước chảy, những cái thác nước nó chảy từ trên cao xuống. Bác thấy đẹp lắm. Đây là khu vực của cái nơi mà nó có đám đất trống, rồi có những dãy đá đẹp người ta dùng để dựng chân đình chân. Giữa đèo đây có đám đất trống này, có một cái trạm dừng chân các bác nhỉ. Đằng trước là có nhà xanh khá hay các bác nhỉ. Đi lại khu đó một tí nhỉ. Về cái nhà để họ bán hàng quán nghỉ dưỡng được. Thế là mỗi lần đi lấy hàng cái gì thì người ta đi đến nhà từ tài mộc mạc cái bác nhỉ. Đấy cái bác này, có những gốc cây người ta nó chỉ mọc xen và đá thôi cái bác này, mà nó bám trụ vào được cũng khá hay các bác. Đúng là cũng phải bao nhiêu năm mới bám vậy được đấy ạ. Đấy các bác thấy chỉ cần một tí đá thôi mà cây, một tí khe ra đá thôi cây nó cũng có thể bám vào được. Ở đây núi đá nhiều quá các bác ạ. Hồi nãy con thấy chỗ kia núi đá đen chỉ giống như than đá các bác ạ, cũng giống như có mỏ than các bác ạ. Còn ở đây thì khác. Đấy, các bác thấy giới trẻ cũng lên trên kia ngồi tham quan ngó thác nữa. Quý bác ạ, lại tiếp tục hành trình thôi. Khánh vừa dừng ở khu vực này là khu vực cầu Gộp hay sao quý bác ạ. Thì tính ra là mới được có một nửa hay là một chưa mà được một nửa khu đèo Khánh Lê này thôi quý bác ạ. Thì công nhận là khu đèo dài 30 km là mình thấy nó quá dài. Trước đèo thì đã ngoằn nghèo lắm rồi, giống như nhiều cái đèo nhỏ liên hoàn vào với một cái đèo lớn. Giống như mình đi, mình thấy đèo Chuối với đèo Bảo Lộc nó gắn vào nhau ấy quý bác ạ. Trước đèo đã ngoằn nghèo rồi, sau đó cộng thêm cung đèo là có theo sổ sách thì có nơi nói là 29 km, có nơi lại nói 33 km. Tính ra như vậy thì cung đèo Khánh Lê này quá dài. Dài chính thức là 30 km rồi, để vào đèo ra đèo những khúc đường dẫn vô ấy quý bác nó cũng dài nữa, thì phải tới 50 cây số ấy, quá dài. Anh chạy từ nãy giờ cũng dừng quay để các bác xem bài phần quang cảnh của cung đèo thì hắn mới đi được có chưa được một nửa của cung đèo thôi. Thôi vậy thì hắn cảm ơn quý ông bà cô bác đã xem phim ủng hộ hắn ạ. Hắn cảm ơn tất cả luôn ạ. Chúc mừng năm mới, Happy New Year tất cả quý vị luôn ạ. Hắn xin chào ở đây ạ. Hắn cảm ơn tất cả.